Hôm nay mình với chú mình sẽ mượn một cái remote của một anh người đồng hương Việt Nam luôn để mà chuyển đồ của mình từ thành phố Porto về thành phố La Parenta. Thì mọi người cùng mình đồng hành cái hành trình mà chuyển đồ 160 km này như thế nào nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc sống tại quốc gia hạnh phúc. Thì gia đình mình đến Phần Lan vào giữa tháng 9, cho nên là cây cối nó có là xanh tươi và khí hậu ở đây nó chỉ là mới 14 độ C thôi, cho nên cảm thấy nó rất là mát mẻ và không khí trong lành, nó không có sự ô nhiễm. Nhà cửa thì mọi người bên đây cũng rất là yên tĩnh, không có tạo ra tiếng ồn, không có xe chạy nhiều nữa, cho nên là ở khu vực này mình thấy rất là đã, rất là thích. Đây là cái khu vực mà gần nhà của chú mình ở. Và bây giờ thì mình với chú mình sẽ chạy qua nhà của một anh đồng hương để mà mượn cái remote để mà chở đồ về. Thì đồ nó rất là nhiều, cho nên là mình phải dùng cái tính cái remote này. Và anh Đức Hiền này thì đang hướng dẫn hai cháu mình về cái cách sử dụng cái remote này để mà khi mình chạy đường xa nó không có bị bung xúc ra, tạo ra sự nguy hiểm. Thì đây là mình đang quá trình mà hướng dẫn đóng cái remote này lại, thì nó có những cái khóa cái ngàm hết, thì mình chỉ cần biết cách rồi mình gắn lại thôi. Rồi bây giờ thì hai chú cháu mình sẽ bắt đầu chở cái remote về nhà để mà chất đồ lên. Sau khi ở trên nhà chú mình 3 ngày được dẫn đi đây đi đó chơi đã rồi, bây giờ các bạn nhỏ rất là háo hức đến nhà mới, đang chuẩn bị chuyển đồ về. Thì chú mình có cho mình một cái giường tầng cho hai đứa nhỏ. Bây giờ chú và vợ mình và cùng mình thì chất đồ lên chiếc remote này. Nó gồm có 7 cái vali, rồi một cái giường tầng, nệm, một cái bàn ăn, cộng 4 cái ghế, xà phơi đồ, rồi 4 chiếc xe đạp nữa, gạo, muối, đường, bột ngọt, rất là nhiều thứ luôn. Thì chở mới hết trên một cái remote này. Nếu mà không có cái remote này thì sẽ không thể nào chất lên cái xe được. Bên Phần Lan thì người ta cho mình kéo cái remote này, nó rất là hay. Nếu mà Việt Nam mình mà cho kéo cái remote này thì sẽ không có những cái chiếc xe ba gác nữa rồi. Thì bây giờ hai chú cháu mình sẽ bắt đầu khóa cái chốt ngàm của cái remote này lại. Hai chú cháu mình bắt đầu kéo cái remote để gắn vào xe ô tô. Rồi video trước thì mình cũng có chia sẻ cái cách gắn cái remote này, mọi người cũng có thể coi lại video trước. Nay đi con đi đâu vậy ta? Con đi tới nhà mới. Dạ, có nhà mới luôn hả? Được không con? Mới à? Con á là đây là cái nhà thứ ba của con. Dạ. Nhà thứ nhất là con là nhà nào? Nhà cũ và nhà ở quận 11. Rồi, còn nhà mới ở thứ hai. Nhà thứ hai về quận 12. Còn nhà thứ ba? Nhà thứ ba thì con không biết giờ quận gì nữa. Nhưng mà ở đâu? Ở Phần Giang, con nghĩ rằng quận mấy. Quận mấy? Con nghĩ là quận 11 á. Giờ mình đi hướng hướng Kotkaminas. Cái đường này nó xa hơn 5-6 cây số vậy mà thích chạy cái đường này hơn. Gặp hàng này. Chắc mình chạy từ từ 140 gì thôi. Bây giờ cả gia đình mình sẽ bắt đầu đi vào cao tốc để chạy từ thành phố Porto về thành phố La Plata khoảng 168 km. Đây là cái cầu vượt bắc ngang cái đường cao tốc, còn cái remote của mình thì đang được kéo ở phía sau xe đây, chạy với vận tốc là khoảng 100 đến 120 km/h. Khi mà mình đến Phần Lan thì cái đầu tiên đó mình không biết đường xá bên đây như thế nào, cảnh quan ra sao, có gì khác lạ so với Việt Nam hay không. Thì hôm nay mình được trải nghiệm, được nhìn thấy cái đường cao tốc ở bên đây, rồi cái cách chạy xe ở trên đường cao tốc như thế nào, nó cũng có nhiều cái điều mới mẻ đối với mình. Phía trước nó là cái thương hiệu DiSAT, thì cái thương hiệu này là họ chuyên làm cá hộp ở bên Phần Lan này. Ở dưới thành phố mình cũng có một cái chợ cá DiSAT, mình sẽ làm một video review cho mọi người xem về cái chợ này nha. Mình đi ở bên Phần Lan thì mình chưa thấy tuyến đường nào có cái trạm thu phí giống như ở Việt Nam của mình. Còn đây là cái hầm chui, thì mọi người cùng xem cái hầm chui bên Phần Lan này nó có khác biệt hay là giống nhau gì ở Việt Nam mình không nha. Mọi người có thể để lại ở dưới phần comment.
mình đã bắt đầu ra khỏi cái hầm chui. Và bây giờ thì mình đã bắt đầu đến được tới thành phố La Parenta của mình rồi. Sau khi mà ôm cái vòng xoay này là mình sẽ chạy vào trong thành phố La Parenta, một cái nơi ở mới của mình, một cái nơi mà vợ mình sẽ học cái trường đại học Plus ở đây, trường đại học đứng thứ 3 ở bên Phần Lan năm 2022. Mọi người có thể xem lại video cũ trước đó để giới thiệu về ngôi trường này. Chú mình đang chỉ cái từ Keskusta, có nghĩa là trung tâm. Thì bây giờ là xe mình đang chạy vào trong trung tâm của thành phố La Parenta. Mọi người cùng mình xem cái quang cảnh hai bên của một cái thành phố trung bình ở bên Phần Lan này. Đây là đang ở trong trung tâm của thành phố La Parenta. Nhà cửa thì mọi người thấy họ xây theo kiểu cổ kính thôi, họ không có xây kiểu mà modern hiện đại. Và bây giờ thì mình chạy vào nhà của một người em của mình để mình lấy cái chìa khóa. Tại vì trước đó là mình phải nhờ người em đến nhận nhà trước, trước khi là mình phải đến đây. Bởi vì trước khi đến Phần Lan là chúng ta phải thuê được nhà rồi, thì chúng ta mới có thể làm được thủ tục hải quan để vào trong Phần Lan. Người ta hỏi mình ở đâu nè, rồi mình phải có nhà thì mình mới đăng ký để cho con mình đi học trước, rồi trước khi đến Phần Lan. Và đây là cái đường ray dân sinh ở trong thành phố. Và đường ray này thì không còn hoạt động nữa rồi. Thì bây giờ là người ta chỉ chạy tàu điện VR thôi. Nó có sợi dây điện ở bên trên á, chạy rất là êm và nhanh. Đây là cái phía dưới, đó là hồ Saima, một cái hồ lớn thứ tư ở châu Âu và đạt giải nhất là hồ sạch nhất ở châu Âu năm 2021. Thì mình sẽ làm một video review về hồ này cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì mình đã sắp về đến nhà thuê mới của mình rồi. Thì đường ở đây có hơi một xíu mưa, ở bên đây nắng mưa nó hơi thất thường xíu, nhưng mà mưa là mưa nhẹ nhẹ thôi. Bên tay phải đó là một cái trường học, trường mầm non. Thì gần gần nhà nó đều có những cái trường học để chúng ta có thể gửi bé đi học mà không phải đi quá xa. Và các anh em đang đứng ở trước nhà nhận nhà giúp mình, và để mà đưa chìa khóa cho mình và hướng dẫn mình lên trên để nhận nhà. Đây là cái cảnh quan của một cái nhà thuê ở bên Phần Lan. Thì mọi người cùng mình để lên nhà để xem có cái nhà thuê bên đây như thế nào nha. Nghe nhà sinh viên thì thấy nó hơi sinh viên xíu đúng không? Đây là cái cảnh nhà đối diện. Rồi đây mình đã tới và chiếc xe chạy an toàn 167,8 cây số. Mọi người cùng vào nhận nhà thuê với mình nha. Đây là cái căn nhà thuê ở bên Phần Lan. Thì khi người ta cho thuê là nhà phải sạch sẽ và không có hư hao gì. Nếu có hư hao gì lúc mình nhận nhà là mình sẽ report, chụp hình gửi lên cho cái công ty cho thuê, để sau này họ không có tính phí của mình. Đây là cái máy rửa chén, thì người thuê trước họ tháo ra và họ không gắn lại, thì mình cũng đã có report cho bên đơn vị thuê nhà rồi. Đây là bên trong cái phòng ngủ. Họ có cái tủ âm tường sẵn cho mình luôn, và những cái tấm máy nước nóng đó để làm cho giữ ấm. Cửa ở đây thì đều là cửa hai lớp hết, để không có bị lọt tiếng ồn vào và không khí lạnh nó không có dễ vào. Một cái cảnh ở bên ngoài mọi người nhìn thấy có đẹp không? Mùa thu mà nắng chiếu nữa nhìn rất là đã. Một cái ban công này nếu mà mùa xuân với mùa thu thì chắc là ngồi uống cà phê rồi đã đó. Mọi người cùng vào trong với mình xem lại cái ngôi nhà cho thuê ở bên đây với giá 430 euro của mình nha. Thì đây là cái bên trong phòng ngủ, họ có sẵn cái tủ âm tường. Rồi ở bếp thì họ có trang bị sẵn cho mình một cái microwave, một cái lò nướng, 4 cái bếp nấu, một cái máy hút và những cái tủ âm tường, một cái tủ lạnh, những cái đèn. Thì có những nơi là họ cho thuê là sẽ không có bóng đèn, chúng ta phải mua bóng đèn. Sau khi đã giúp gia đình mình chuyển đồ đến nơi ở mới thì bây giờ chú lại kéo cái remote về thành phố Porvo để gửi trả lại cho anh người đồng hương. Thì mọi người thấy cái remote ở bên đây nó rất là tiện lợi, giúp cho người dân có thể chuyển đồ một cách dễ dàng. Hẹn mọi người ở video tiếp theo, mình sẽ review cái căn nhà cho thuê ở bên đây chi tiết từng phần như thế nào luôn nha. Còn bây giờ thì mọi người cùng mình ngắm một xíu về cái cảnh quan phía trước trước khi kết thúc cái video này. Bây giờ là cũng 6 giờ 40 tối rồi đó, mà các bạn thấy trời nó vẫn hừng sáng nè. Rồi cây lá thì nó cũng bắt đầu đó là chuyển sang vàng và đỏ rồi.
nhớ bấm like, subscribe để theo dõi kênh nhé.